Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể châu Á Thái Bình Dương 2018 thông qua tuyên bố chung kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan tham gia phát triển cộng đồng bền vững thông qua bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở vi phạm hành nghề y dược tư nhân. Cùng khoảnh khắc ngày mới, tìm hiểu những điều thú vị về chuyến xe công đoàn dành cho công nhân viên chức lao động. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Phần điểm những tin chính vừa rồi đã mở đầu chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 11. Sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu 1908-2018, sáng qua tại thành phố Huế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế. Tham dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo đề dẫn hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Chí Diểu là một trong những người cách mạng tiêu biểu thế hệ đầu tiên của Đảng. Với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng chí Nguyễn Chí Diểu là niềm tự hào của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả đất nước nói chung. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng mong rằng qua hội thảo, các đại biểu sẽ cùng phân tích để nghiên cứu làm rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí với Đảng và cách mạng Việt Nam. Trên tinh thần đó, hội thảo đã nhận được 35 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương. Các tham luận tập trung làm rõ 4 vấn đề, khẳng định nhân tố gia đình, dòng họ, quê hương, dân tộc, thời đại đã tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách, con đường, chỉ hướng và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Diểu. Khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Chí Diểu đối với cách mạng Việt Nam, cụ thể là những đóng góp trong đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng Tân Việt thành tổ chức tiền thân của Đảng, trong việc khôi phục Xứ ủy Trung kỳ, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Làm rõ sự tác động của nhân cách Nguyễn Chí Diểu đến với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế trong việc noi gương đồng chí Nguyễn Chí Diểu. Với những phân tích cụ thể dựa trên sự nghiên cứu khoa học, hội thảo đã góp phần lớn trong việc bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để góp phần đưa tinh thần nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Ngày hôm qua tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Tổ chức cán bộ Văn phòng Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí đại tá Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để bầu ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhận mạnh. Trên cương vị công tác mới, đồng chí đại tá Lê Quốc Hùng và đồng chí đại tá Nguyễn Quốc Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Bùi Thanh Hà mong rằng thời gian tới, đại tá Lê Quốc Hùng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp tích cực với các cơ quan ban ngành, lãnh đạo tổ chức thực hiện tổ công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Thưa quý vị, với cả phiên họp và hội thảo diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tại thành phố Huế, Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể châu Á Thái Bình Dương 2018 đã tiến hành phiên họp bế mạc vào sáng qua với việc thông qua tuyên bố chung kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác tăng cường cam kết cộng đồng để tham gia phát triển cộng đồng bền vững thông qua bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
Với 3 phiên thảo luận liên quan đến các chủ đề, vai trò của các tổ chức phi chính phủ đối với bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, giáo dục di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển bền vững, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và phát triển cộng đồng cùng 2 phiên thảo luận bàn tròn và 1 phiên tham luận đặc biệt về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam. Hội nghị vừa là diễn đàn quan trọng, vừa là cơ hội để tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ qua lại giữa di sản văn hóa phi vật thể và phát triển bền vững, đồng thời đặt nền tảng cho việc khởi xướng mở rộng và trao quyền cho mạng lưới các tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại phiên bế mạc, các đại biểu thống nhất ra tuyên bố chung kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác tăng cường cam kết để tham gia phát triển cộng đồng bền vững thông qua bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đẩy mạnh hợp tác và trao đổi trong khu vực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ và những đối tượng bị thiệt thòi. Hội nghị cũng kêu gọi UNESCO và các quốc gia thành viên tiếp tục tham gia và hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến việc kết nối và hợp tác. Cũng tại phiên bế mạc, các đại biểu nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể châu Á Thái Bình Dương trong thời gian tới, đồng thời đề xuất những vấn đề sẽ bàn luận và địa điểm đăng cai cho hội nghị tiếp theo. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với thị xã Hương Thủy về tình hình triển khai thực hiện chính sách này tại địa phương. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy, tính từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn có 15 dự án lớn được cấp đất. Mặc dù địa phương rất quan tâm và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng giao đất, cho thuê đất nhưng không hoặc chưa sử dụng, gây lãng phí đất đai. Các cơ quan ban ngành địa phương của thị xã cũng đã kiến nghị với đoàn giám sát của tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lý các doanh nghiệp, tổ chức vi phạm, kiên quyết thu hồi các dạng chậm đưa vào sử dụng theo đúng mục đích. Qua buổi làm việc, ông Cả Vĩnh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự đồng cảm, chia sẻ vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị thị xã Hương Thủy trong quá trình thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời đề nghị thị xã trong quá trình thực hiện cần tuân thủ nghiêm ngặt các quyết, phù hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận cao trong dân. Quy trình thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải được triển khai bài bản, đúng trình tự, tiến độ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo dân chủ, công khai cho người dân được rõ. Chính quyền địa phương cũng cần phù hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, trong đó có ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân. Đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương do ông Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban thi đua khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Quảng Điền về tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại địa phương. Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Quảng Điền đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước với các chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trọng tâm như cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, huyện Quảng Điền đã có một tập thể được tặng huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, 2 tập thể được tặng cờ thi đua của chính phủ và nhiều cờ thi đua bằng khen của cả cấp. Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn lãnh đạo, đoàn công tác ghi nhận những kết quả mà huyện Quảng Điền đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, huyện cần quan tâm thực hiện công tác thi đua khen thưởng về chuyên sâu lẫn nâng cao chất lượng để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của địa phương. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin khác. Đoàn đại biểu thành phố Izumiyosu, Nhật Bản vừa có chuyến thăm và làm việc tại công ty đầu tư hợp tác quốc tế Daystar về công tác xuất khẩu lao động đưa du học sinh Việt Nam sang học tập tại Nhật Bản. Trao đổi với ban giám đốc công ty Daystar, ông Kenichi, thị trưởng thành phố Izumiyosu cho biết, thành phố hiện đang rất phát triển về năng lượng và trí tuệ nhân tạo. Được biết, Daystar là một công ty chuyên đào tạo người lao động và du học sinh sang nước ngoài học tập, làm việc, trong đó có thị trường Nhật Bản. Lãnh đạo thành phố mong muốn được hợp tác với Daystar nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung trong việc đào tạo tiếng, kỹ năng, giúp người lao động mạnh dạn hơn sau khi sang Nhật Bản làm việc. Thành phố Izumiyosu hiện nay cũng rất cần nguồn nhân lực về dệt may và lĩnh vực hậu cần logistics.
lãnh đạo công ty Daystar bày tỏ niềm vui đón tiếp đoàn đại biểu của thành phố Izumiyasu đến thăm và làm việc với công ty. Thông tin về hoạt động, công ty Daystar từ khi thành lập đến nay đã đưa khoảng 3.000 học sinh Việt Nam sang học tập tại Nhật Bản, đồng thời cũng đưa hàng trăm lao động sang làm việc tại thị trường này. Daystar khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị nước ngoài để tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh sinh viên và người lao động ở Việt Nam sang học tập làm việc. Trung tâm Nha khoa Nụ cười Việt tại thành phố Huế vừa tổ chức ký kết và tiếp nhận chuyển giao công nghệ kỹ thuật số thiết bị máy chụp Convim CT dành cho khoa răng hàm mặt và tai mũi họng từ công ty BMS Vina. Đây là công nghệ mới lần đầu được triển khai tại Thừa Thiên Huế và trên cả khu vực miền Trung. Công nghệ nha khoa kỹ thuật số được chuyển giao là máy chụp Convim CT trị giá 65.000 đô la Mỹ do hãng Gentium Hàn Quốc sản xuất. Chiếc máy CT có thể thực hiện được các chức năng chụp quét, phân tích hình ảnh chuyên sâu, hỗ trợ rất lớn cho các bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và phân tích chính xác trong quá trình điều trị chỉnh nha và cắm trụ implant thay thế răng đã mất cho các bệnh nhân. Việc tiếp nhận công nghệ kỹ thuật số mới của Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Nụ cười Việt tiếp tục khẳng định của Trung tâm tiên phong trong ứng dụng công nghệ máy móc nha khoa kỹ thuật số. Điều này góp phần đem lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. Trải qua 10 năm thành lập và phát triển, Nha khoa Nụ cười Việt có 3 cơ sở hiện đại, trang bị đầy đủ hệ thống trang thiết bị, labo theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp với chuyên môn giỏi của đội ngũ y bác sĩ, giúp Nha khoa Nụ cười Việt có quy trình điều trị toàn diện và khép kín. Đây là đơn vị được cấp giấy phép cũng như ứng dụng công nghệ để hỗ trợ công nghệ cắm trụ implant lớn nhất khu vực miền Trung hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thị xã Hương Trà có khoảng trên 70 cơ sở hành nghề y dược tư nhân phân bổ rộng khắp cả 3 vùng đồng bằng đồi núi và đầm phá ven biển. Việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở này đang được địa phương chủ trọng triển khai. Hoạt động này nhằm kịp thời chấn chỉnh cả cơ sở vi phạm, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho người bệnh trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Hương Trà. Phường trung tâm Tử Hà thị xã Hương Trà có khoảng 11 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó gồm nhiều loại hình như kinh doanh mua bán thuốc tây, phòng khám, điều trị nha khoa. Nên việc quản lý chặt chẽ hoạt động của cả cơ sở này luôn được Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà quan tâm chỉ đạo. Trong những ngày qua, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà về kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã đã tiến hành kiểm tra cả cơ sở hành nghề y dược tư nhân ở phường Tử Hà. Qua ngày đầu ra quân cho thấy, cả cơ sở hành nghề y dược, phòng khám, điều trị nha khoa đã chấp hành tốt luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, có đầy đủ các giấy tờ hành nghề liên quan, niêm yết giá thuốc công khai, đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ. Về vấn đề mà nhập thuốc thì ở nhà thuốc thực hiện cái nhập thuốc ở các công ty mà được sự cho phép kinh doanh của nhà nước với đầy đủ hóa đơn, và khi đưa thuốc về thì thực hiện kiểm nhập vào sổ nhập trong quá trình kinh doanh thì để đảm bảo được cái cung ứng tốt theo đúng quy định của pháp luật cũng như là đảm bảo sức khỏe cho người dân thì chúng tôi đã thực hiện nhiều cái biện pháp theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã Hương Trà sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra tại 11 xã phường. Nội dung kiểm tra gồm các giấy tờ liên quan đến hành nghề y dược tư nhân, việc chấp hành các quy định của pháp luật về niêm yết giá thuốc, nguồn gốc xuất xứ thuốc, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh nha khoa, kinh doanh mỹ phẩm và một số nội dung khác. Thông qua kiểm tra nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm cả cơ sở vi phạm cả quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân, y học cổ truyền gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Qua quá trình kiểm tra trên địa bàn thị xã, chúng tôi nhận thấy rằng đa số các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thì thực hiện đúng với luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược. Chúng tôi đi kiểm tra, kiên quyết lập biên bản, đình chỉ một số cơ sở mà không đủ thực hiện đúng theo cái luật khám chữa bệnh và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo nghị định 176 đối với những cơ sở mà hành nghề dược tư nhân vi phạm về pháp luật về hành nghề dược tư nhân. Với một địa phương có địa hình rộng, dân số đông như ở Hương Trà, thì ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng thuốc, dược phẩm an toàn, thì việc thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra kiểm tra sẽ giúp cả cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về kinh doanh dược phẩm, khám chữa bệnh mà còn góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Hội Người Mù tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ hội năm 2018. Khóa học được tổ chức với 13 học viên tham gia học tập 12 chuyên đề chính và các chuyên đề triển khai thực hiện một số vấn đề cấp bách trong công tác hội thời gian tới như công tác tổ chức, công tác cải cách hành chính, công tác chi hội. Trong quá trình học tập, khó khăn chủ yếu mà lớp gặp phải là số học viên tham gia lớp học có cả cán bộ là người mù và người sáng, nên việc áp dụng các phương pháp dạy học gặp phải một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, bằng tất cả sự nỗ lực của cả các giảng viên và học viên, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ hội đã kết thúc tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả tích cực, với 28 trên 28 học viên hoàn thành khóa học đạt tỷ lệ 100%. Khóa học đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh hội, giúp cả cán bộ vững vàng hơn trong thực tế công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, mô hình chuyển xe công đoàn vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai tại khu công nghiệp Phong Điền, không chỉ giúp công nhân viên chức lao động có được những phút giây thư giãn sảng khoái sau giờ làm việc, mà còn mang lại nhiều kiến thức bổ ích về pháp luật lao động, kỷ luật và an toàn lao động cho các đoàn viên công đoàn. Mời quý vị cùng khoảnh khắc ngày mới tìm hiểu thêm về chuyển xe thú vị này qua phóng sự sau. 2 giờ chiều tại công ty Skyview Huế, khoảng thời gian tăng ca của ca làm đầu tiên trong ngày. Cùng với những chuyến xe đưa đón người lao động như mọi ngày, nhiều người lao động tỏ ra khá bất ngờ trước một chuyến xe đặc biệt mang tên chuyến xe công đoàn. Bước chân lên xe, hơn 30 công nhân người lao động được tham gia vào những hoạt động vui chơi, hỏi đáp những câu hỏi trắc nghiệm về cả kiến thức xã hội, pháp luật và an toàn lao động. Đặc biệt, khi trả lời đúng, người trả lời sẽ được bốc thăm trúng thưởng các phần quà bằng hiện vật. Món quà tuy không lớn nhưng tạo nên một không khí vui nhộn sôi nổi, xua tan mệt mỏi cho cả công nhân sau một ngày dài làm việc. Hôm nay mình đi chuyến xe này thì thấy thú vị, vậy là biết thêm được nhiều kiến thức về luật lao động, vậy là sức khỏe sinh sản. Và mong muốn thì có thêm được nhiều chuyến xe như thế này. Chúng thông qua chuyến xe này là cảm thấy chuyến xe này rất thú vị trong những chuyến xe thường ngày mình đi. Mong muốn cải thiện là có thêm nhiều điều mới là trong các bộ luật lao động để mình hiểu biết thêm. Hiện nay, khi cả kiến thức về pháp luật lao động, kỷ luật và an toàn lao động rất cần được tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, người lao động. Chuyến xe công đoàn là một hoạt động tuyên truyền lưu động có hình thức mới là hiệu quả cao mà chi phí tổ chức lại thấp hơn so với các hoạt động tuyên truyền trước đây. Mô hình trên đã cho thấy những ưu thế và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công nhân, người lao động so với cả cách làm truyền thống cũ kỹ. Chuyển xe công đoàn là một trong những cái sáng kiến mà của cán bộ cơ quan Liên đoàn tỉnh đã triển khai, và hôm nay thì là chuyển xe thứ ba. Hai chuyển xe đầu thì chúng tôi rút kinh nghiệm, và chuyển xe này xem như là chuyển xe gọi là hoàn hảo để phục vụ cho đoàn viên và người lao động. Với cái tinh thần là chúng tôi muốn là sau cái giờ tăng ca của người lao động và đoàn viên thì là sẽ tạo cho họ một cái sân chơi thật là thoải mái. Và như vậy là hàng tháng định kỳ và có thể đột xuất tùy theo nhu cầu của đoàn viên thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái chuyến xe như thế này với rất là nhiều đối tượng để hy vọng là các cái kiến thức về pháp luật cung cấp được cho đoàn viên để họ tự bảo vệ mình. Với những hiệu quả đạt được ban đầu, mong rằng mô hình chuyển xe công đoàn sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nối dài để mang đến cho người lao động những phút giây thư giãn sau giờ làm việc. Qua đó, góp phần chăm lo hơn nữa quyền lợi, lợi ích chính đáng của công nhân và người lao động trong thời gian tới. Thông tin thời tiết tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết Thừa Thiên Huế ngày hôm nay do còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông nên tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 84 đến 87%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, ngày mai gió giảm dần, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.